Rồi quý vị ơi, tiếp theo là hai cây sâm hương 300k bao ship toàn quốc. Anh nào có điều kiện thì chuyển khoản được tôi mới giao cây nha, không có ship code nữa nha quý vị. Hai cây sâm hương này là 300.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Cây đầu tiên nè. Đó. Mặt trước mặt sau thì nó cũng là ná như nhau hết trơn nha. À. Quay hết trơn cho quý vị xem luôn nha. Đây mặt sau nha, nãy là mặt trước nha. Còn cây này nè, đó. Tàn nám rồi nè. 300k là hai cây mà bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Vậy đi. Trên quay xuống nè. Quen lại gì cũng chuyển khoản hết trơn á. Được thì bán, không được thì thôi. Không có cái gì hết trơn. Có kiếp gì hết trơn. Mệt mỏi quá rồi, bán không có bao nhiêu tiền hết trơn. Có phải thấp thỏm. Chờ mấy anh ha. Chuyển cây cho mấy anh mà không nhận hàng, không điện, không bắt máy luôn hả? À mình có cái chuyện đó nữa. Mệt mỏi quá rồi. Rồi xuống đi quý vị ơi. Xuống đi ơi.